Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà phố rất là đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài lên tới 16m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà có hướng chính là hướng Tây, phù hợp cho cô bác anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ an ninh, điện âm, nước âm rất là đẹp, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu thông ra đường Lê Đức Thọ, thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, kề bên chung cư An Hội và sát bên trường học Lê Quý Đôn cũng như là Huỳnh Văn Nghệ của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính của siêu phẩm nhà phố hiện đại của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và căn nhà này tọa lạc trong một khu an ninh, nhà lầu điện âm nước âm nhá. Đường trước nhà tới 6m đường nhựa, xe hơi xe tải vào tận nhà và đậu trong nhà. Quý vị nhìn này, khu này rất là an ninh và ổn định nhá, kề bên chung cư An Hội 3, một trong những khu phố sầm uất, nhộn nhịp và đẹp của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và khu này đã bán được 6 căn rồi, có 12 căn, chúng ta bán được 6 căn thì còn 6 căn nha quý vị. Giá bán đang dao động chỉ từ 5 tỷ rưỡi cho đến hơn 7 tỷ một căn thôi. Và tất cả những căn trong đây thì đều có sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, đường xe hơi xe tải vào tận nhà và đậu trong nhà, khu nhà lầu điện âm nước âm. Và quý vị thấy này, khu vực này thì rất là gần với chung cư An Hội nhá. Và sát bên là bờ kè Tham Lương cũng như là trục đường Lê Đức Thọ và đường Phạm Văn Chiêu. Ở đây thì quý vị đang còn 3 căn bên trong này, 3 căn bên trong thì có diện tích là ngang 4m2, độ dài 16m một căn. Có căn hướng đông thì là 5m, độ dài 11m và có giá bán là 6 tỷ 600 triệu đồng. Còn 2 căn hướng tây có diện tích ngang 4m2, độ dài 16m thì có giá bán là 7 tỷ hơn 1 tí thôi. Và còn thương lượng, hôm nay em Hùng gửi đến cô bác anh chị chúng ta là căn nhà hẻm cụt và là căn cuối này. Căn này thì sẽ có khoảng sân và khu vực trồng cây xanh ở bên ngoài cuối nhà nhé. Và chỗ này thì quý vị đậu xe hơi, xe máy rất là thoải mái và dễ dàng vì nhà mình là nhà cuối rồi. Và trước khi vào bên trong thì em Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền, mặt chính căn nhà cho mọi người nhìn một lần nữa này. Một căn nhà phố hiện đại tặng kèm full nội thất bên trong, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà có thiết kế 2 lớp cửa cống bên ngoài, một cái gara xe hơi dài 8m, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực này thì ốp gạch 80 và hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần. Bên trên có đèn trần, đèn led trần thạch cao. Phía bên trong thì có tủ giày dép, một cái vệ sinh dưới cầu thang. Và phía sau khu vực lưng ngược thì quý vị sẽ có bậc tam cấp cầu thang ốp đá hoa cương màu đen này, có trồng cây xanh và có ốp đá trang trí hai bên tường đi lên không gian phòng khách phía sau khu vực lưng ngược. Thì không gian phòng khách phía sau đây thì chủ nhà tặng kèm mình đầy đủ nội thất. Quý vị sẽ có sofa rộng kết hợp với màn hình tivi, tủ kệ tivi, bên trên thì có đèn trần, đèn chiếu sáng. Những bức tường được ốp đá trang trí kết hợp với ốp nhựa và dán giấy treo tranh, nhìn rất là đẹp và tuyệt vời. Khu vực lưng ngược phía sau thì chủ nhà sẽ trừ khoảng sân phía sau 1m, khoảng lùi của những căn nhà phố xây mới vào năm 2023 thì chúng ta sẽ có khoảng lùi phía sau 1m cho không gian căn nhà nhé. Và khoảng lùi này thì chủ nhà có làm hòn non bộ như là trồng cây xanh rất là đẹp, cũng như để một cái lavabo rửa mặt ở đây để chúng ta sử dụng cho việc tiếp khách ở dưới tầng trệt nhá. Đây này quý vị nhìn này, sân vườn phía sau rất là đẹp nhá, có một cái giếng trời rộng 1m phía sau thì tất cả những cái căn phòng phía sau của nhà mình thì rất là thoáng và tuyệt vời. Với một căn nhà đẹp thiết kế vô cùng độc đáo, ấn tượng và có sân trước sân sau như thế này thì đây là một trong những sản phẩm nhà bán với tầm tài chính hơn 7 tỷ một tí mà thiết kế đẹp, hiện đại, diện tích đẹp ngang 4m2, độ dài 16m trên địa bàn quận Gò Vấp đang chào bán với giá chỉ hơn 6 tỷ thì đây là một trong những sản phẩm nhà phố giá tốt. Quý vị cô bác quan tâm thì alo về cho em Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nha quý vị. Khu vực cầu thang ở đây thì quý vị sẽ có cầu thang ốp đá hoa cương màu trắng với tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng sắt và di chuyển lên trên. Quý vị sẽ đến với không gian tầng lửng phòng bếp. Khu vực không gian tầng lửng phòng bếp này thì chủ nhà có làm hệ thống cửa kính để chúng ta có thể gắn máy lạnh này. Và không gian phòng bếp thì kết hợp với phòng ăn, sẽ có tủ bếp trên dưới, giá kệ để gia vị, khu vực đặt bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và bàn ăn 6 ghế, cũng như tủ lạnh hai cửa sáp. Không gian phòng bếp ở khu vực lưng ngược này thì sẽ có cửa 4 cánh ra khu vực mặt tiền chính và bên ngoài khu vực không gian cửa sổ thì có trồng cây xanh. Kế bên khu vực cửa sổ sẽ là khu vực để tủ lạnh này, tủ lạnh Toshiba nha quý vị. Có màn rèm và những bức tường thì được ốp nhựa trang trí kết hợp với ốp giả đá. Có đèn led bên trong rất là đẹp cho không gian bếp của nhà mình. Đây là không gian bếp của căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 16m, đang được chủ nhà chào bán với giá hơn 7 tỷ đây quý vị này. Giá bán chủ nhà đang chào bán là 7 tỷ 600 triệu đồng nha quý vị. Quý chị có bác quan tâm thì alo về cho Hùng theo số hotline
0918178647 đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Và quý vị sẽ cùng em Hùng di chuyển lên tham quan kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Căn nhà này thì chủ nhà làm cho mình 4 phòng ngủ với đầy đủ nội thất tặng kèm bên trong. Hai phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ có bồn tắm nằm nhé. Căn nhà này thì khu phân lô mới, sổ hồng hoàn công đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và quý vị có hỗ trợ vay ngân hàng cho quý anh chị mua lên tới tầm 4 đến 5 tỷ nhé. Đây là không gian phòng ngủ số 1 này, phòng ngủ phía sau. Chúng ta nhìn này, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm kế bên. Đầu giường thì có ốp nhựa trang trí và có đèn LED cũng như là có đèn chiếu sáng. Phía sau có cửa sổ 4 cánh ra khu vực sân sau của nhà mình. Sân sau nhà mình trừ 1m nên chúng ta được mở cửa sổ nhé. Ở đây thì chủ nhà có tặng kèm máy lạnh một ngựa mới này, máy lạnh Kepler nha. Bên này là tủ áo kết hợp với tủ kệ TV được đóng sát nhau. Ngoài đây thì hệ thống cửa phòng ngủ chống cháy. Kế bên là không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn LED có đèn bấm này quý vị. Và có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen bên trong, phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Còn bên đây là không gian phòng ngủ số 2. Cái cửa phòng ngủ này thì sử dụng cửa gỗ PDF chống cháy và độ bền rất là cao cũng như là khá là đẹp. Ngoài đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, đầu giường có đèn LED, kế bên có bàn trang điểm, có gương soi lớn để chúng ta trang điểm này. Bên ngoài thì có cửa sổ ra ban công, cũng là cửa chớp ra khu vực ban công mặt tiền chính. Có màn rèm hai lớp rồi nha quý vị. Và quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 2 đây, phòng ngủ phía trước đây. Phòng ngủ phía trước này thì rộng hơn cái phòng ngủ phía sau một chút xíu nhá. Cũng có đầy đủ nội thất tặng kèm và nội thất tương đối là hiện đại. Phía trên có máy lạnh Kepler. Và bên trong phòng ngủ số 2 phía trước này thì sẽ có bồn tắm nằm. Đây, bồn tắm nằm cho em bé nhé, hoặc người lớn đều được nhé. Lavabo rửa mặt, có bồn tắm nằm, bồn cầu và phòng vệ sinh vẫn ốp gạch phun trần. Và di chuyển lên trên khu vực lầu 3, quý vị sẽ cùng em Hùng đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Ngang 4m2, độ dài 16m, giá bán trong khu đồng bộ 12 căn, đã bán 6 căn, chỉ còn 6 căn này, dao động từ 5 tỷ rưỡi cho đến hơn 7 tỷ một căn. Căn rẻ nhất lăng có giá bán là 5 tỷ 500 triệu đồng nha quý vị, và căn cao nhất thì có giá bán là 7 tỷ 700 triệu đồng. Quý vị có bác quan tâm thì gọi về cho bên em Hùng theo số hotline 0918178647 đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì quý vị vẫn có cửa ra khu vực sân sau, rất là thoáng và sáng. Giường ngủ 2m, máy lạnh mới, chăn ga gối nệm, tủ áo, tủ kệ TV đều đầy đủ. Bên trên thì có trần thạch cao với đèn chiếu sáng. Và bên trong đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, đèn LED, vòi tắm hoa sen và bồn tắm đứng vách ngăn. Qua bên đây là không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Quý vị đang tìm nhà hướng Tây Tứ Trạch thì khu nhà với giá bán hơn 7 tỷ này phải nói là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Giá bán đang rất là rẻ nha quý vị, chỉ hơn 7 tỷ một tí thôi, còn thương lượng nữa. Và chúng ta đã sở hữu được một căn nhà đẹp, hiện đại, ngang 4m2, độ dài 16m. Trong đây thì Huy Hùng đã bán 2 căn rồi nha quý vị. Khách hàng của bên em thì đã mua và công chứng sang tên rồi, chuẩn bị nhận nhà về ở rồi. Có anh chị khách hàng vay lên tới 5 tỷ, cũng đã làm hồ sơ vay và công chứng sang tên và nhận nhà về ở rồi. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà trong khu này thì bên Huy Hùng sẽ hỗ trợ cho quý vị vay tầm 4 đến 5 tỷ khi mua nhà, và vay với lãi suất thấp, lãi suất ưu đãi nha quý vị. Liên hệ xem nhà bên em Huy Hùng, quý vị sẽ rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 cho đến 500 triệu đồng một căn, có căn lên tới cả tỷ. Và những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà mới, sổ hồng riêng, chính chủ sẽ ở, vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý anh chị mua nhận nhà ngay và hỗ trợ vay ngân hàng tối đa nha quý vị. Trên cùng là không gian của sân thượng trước sau, khu vực giặt đồ, phơi đồ, và chúng ta có thể làm thêm phòng thờ được nhé. Khu vực sân thượng sau này thì quý vị sẽ có khu vực giặt đồ, phơi đồ ở đây. Chúng ta mua về thì làm thêm rào chắn đi nhá. Nhà bên thì họ đã làm rồi này, nó làm rào chắn rất là tốt và tuyệt vời. Đây là khu vực để máy giặt và phơi đồ ở đây. Ngoài đây thì quý vị cô bác có thể làm thêm không gian phòng thờ này. Đây, chúng ta có thể làm thêm không gian phòng thờ ở đây, hoặc ở đấy sân thượng lớn chúng ta trồng rau, trồng cây xanh cũng được. Và giá bán là 7 tỷ 600 triệu đồng. Quý vị có bác quan tâm, alo ngay về cho Hùng theo số hotline 0918178647, ngang 4m2, độ dài 16m. Căn hướng đông thì có giá bán là 6 tỷ 6 và căn ngoài thì có giá bán là 5 tỷ rưỡi. Cái bên ngoài kia thì có 7 tỷ 3, 7 tỷ 2 đều có sẵn hết nhé. Rất là nhiều những căn cho quý vị chọn lựa, có 6 căn. 12 căn thì đã bán được 6 rồi, chỉ còn 6 thôi.
và giá bán đang rất là rẻ. Quý vị có bác quan tâm alo ngay cho Hùng để sở hữu ngay căn nhà được xe hơi thông và xe hơi đậu trong nhà, nằm ngay trục đường Lê Đức Thọ, thông Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14 quận Gò Vấp này nha quý vị. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.